Bay vô cá kia, bay vô cá kia, lấm. Chào mọi người trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ lên trở lại với tựa game bắn súng bằng Battle Royale. Nhưng mà tựa game này tên là Battle Land Royale và không liên quan gì luôn. Ok, mình sẽ đặt tên của mình mà. Kệ, không sao. Dạ. Ok, chơi luôn mày. Mới vô mình phải chiến liền mày. Coi cách chơi nó ra sao nè. Đó, mình sẽ chơi với nhiều người khác nhau ạ. Online luôn nha, chơi khá là hay. Mình cũng nói chứ mình cũng chả biết là mới vô mà. Biết mẹ đâu. Map khá là rộng bạn. Cho một dáng thôi cũng hết rồi. Mình cắm đại thôi. Đây đi. Mình sẽ được nhảy dù xuống cái hàng cổ xưa. Đáp xuống chạy lấm. Ấy xuống nhắm. Sẽ trường mình bạn. Lấm. Ồ. Chạy. Game khá là ngon, thằng ngầu. Tấm lắm. Đúng. Ủa đừng nói đầy máu lộn được nha. Ủa sao kỳ vậy? Battle Royale kỳ 3. Ôi. Đây. John có vòng bo. Ủa mình đang trong vòng bo bạn. Mình đang trong vòng bo thôi, không sao. Cái thính nó rớt ở tuốt bên kia luôn. Chả hiểu. Có ba lô không nhỉ? Ba lô đâu? Mình không biết ba lô ở đâu luôn. Hình như mất cái súng của mình rồi bạn. Khốn nạn quá đi mà. Cũng mất súng nhắm cơ. Nhắm sao trường của mình cơ mà. Kiếm nào chơi bạn. Ở đây khá là chán nha, không có nào hết. Ê, đây có cái challenge. Ngon. Súng gì vậy? Súng mới vậy ba? Có không? Mình đang trong bùng bò mình đế sợ nghèo. Ê, súng này súng gì á? Chả biết luôn, không biết thay đổi súng thế nào. Ui, vai. Ui. Em yêu. Ui, nó có giáp mày. Thôi nha. Lấm máu. What? Lấm máu được bạn. Mà nó không hiểu luôn. Hai đi. Núp. Thôi được rồi, đừng khoe nữa, nhục quá. Chết lại mà. Quyết tâm trả thù. Mình muốn có cái top 1 trong đêm Giáng sinh thứ hai. Vô lẹ mấy em. Mình sẽ chọn một cái chỗ nào mùa đông đông xíu. Chọn đây đi. Sukura Area. Mấy người chọn không bao giờ nó trong bo hết. Chọn ngoài không hả bạn? Nhảy xuống đi. Ui, xuống nhắm rồi, chết bà mày rồi mấy em à. Rồi. Nó vô nhà các bạn. Hên bạn. Giời. Mình không có máu, làm sao để nhặt máu đây? Mày tụi tí chơi tao. Trời. Tính coi có súng nhắm luôn á. Có giáp bạn, mình được một xí giáp. Thôi anh ơi. Kệ nó ơi. Nó dí mình kìa bà. Không lại kìa. Không muốn chết nha. Con này cóp muốn chết nha. Núp. Chạy. À đục. Thôi mình sẽ coi một vài cái Battle Royale rồi giống PUBG thôi bạn, không có gì đâu. Mình sẽ chơi luôn. Không cần, mình chỉ cần test game. Và lần sau mình sẽ tiếp tục cái game này các bạn. Nếu bạn thích video này hãy để lại một like, một subscribe nhé. Ok.
Và nếu bạn thích series thì hãy comment bên dưới, mình sẽ làm tiếp các tập sau. Ok không? Phải giữ luôn mày. Thôi, mình sẽ qua chỗ nào cho nó resort khác quy. Mình sẽ qua resort bạn. Có một thằng nó đây nữa nè. Một thằng nó nhảy nữa bạn. Nó nhảy chỗ resort của mình nữa bạn. Lấy lẹ, lấy lẹ. Ê, xuống nhắm, xuống nhắm, xuống nhắm, xuống nhắm, xuống nhắm, xuống nhắm. Lẹ. Ôi, lấy AK, lấy AK, lấy AK. Hay hay. Này AK hả? Không phải. Chết bà quá, cái súng. Cái súng xàm thiệt. Cũng quay lại xuống nhắm. Cái thật sự ấy nha. Có AK, có AK. Thích lấy AK hơn. AK đi. Đứa nào? À, được. Nó không cho mình chơi bạn. Gây quá. Nó không cho mình chơi. Mình bắn nó, cái nó bắn mình lại. Chết luôn. Sao nó không cho mình chơi mà nó lại bắn mình viên cuối. Mà mình cũng bắn nó viên cuối và hai thằng không thằng nào chơi luôn. Vô luôn. Resort tiếp. Mình sẽ nhảy resort, mình phải bắt buộc. Gần lại bạn. Mình sẽ chơi kỹ càng hơn. Sao nhảy số 111 bắt cười à. Cái gì à, súng 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 mới gì à. Ngon. 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 Bố láo không? Ông giáo ạ. À. Chạy đi đâu vậy ông giáo ạ? À. Ui, nó không chết mày. Bắn ngu thế nhỉ. Ê. Đúng rồi. Cái này mình phải lấy cái tay mình mới sử dụng được mà. Bây giờ à, xem chết. Bắn hoài nó không chết. Gì đây? Ngon. Hộp khá là to như lúc. Ây da em ơi. Em ơi. Ôi ôi, nhà to lá rộng. Ủa giáp lên không? Ừ giáp lên mạng. Giáp lên mạng. Hay da như game hay vãi. Kim nào xử nó coi. Kim nào xử mình cũng chả biết luôn. Nó cũng giáp đầy luôn. Ây da. Cắm cờ nó đúng chết mẹ bây giờ. Sorry các bạn, mình thực sự một trận này mình chơi đàng hoàng, cực kỳ đàng hoàng luôn. Không đàng hoàng mình làm con. Ừ, hiểu rồi. Mình nó ra lỡ thua luôn. Quốc luôn. Mình trận này hẻo mình thua là mình sủa. Á lộn, sorry. Trận này thua mình sẽ gáy lên mày. Gãy cho nó. Ok, mình sẽ nhảy chỗ tủ mình mày. Mình sẽ, nếu bạn thích cái video này mình sẽ nhảy hết full map luôn mà. Full map vậy. Mấy bạn hiểu không? Full map. Ủa nhảy chỗ nào kỳ ta. Rồi. Chạy đi. Căn này không bao giờ có đồ hết mày. Cái nạn kìa. Chạy đâu không biết. Chạy đâu không biết. Bắn nhau đi. Đủ. Ừ, núp. Núp mình chờ hàng nó qua bắn mày. Rồi, dù ngay đây luôn. Bay vô cá kia, lấm.
ơi, chạy 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 em ơi. Chạy ơi, bố mày không muốn gáy đâu. Mau mau, bố mày cần mau, bố mày cần mau, mau quay đi mau, mau quay mau, bố cần đi mau, tao cần mau đồ ma mày, đây máu đây máu đây, có giáp luôn thì càng tốt em ơi, phun máu phun máu, u chu cha mẹ ơi. Rồi tự nhiên bỏ mất mẹ cái súng thính. Anh cướp thiệt. Anh cay tự nhiên mất ba cái súng thính mày. Máu 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 máu. Máu không? Như cái bệnh viện trụ xanh. Máu quá trời luôn. Không có cái miếng giáp nào luôn mà máu quá trời luôn. Rồi ra ngắm biển bay. Bắn súng gì tầm này? Còn 10 người bạn, còn 10 người, còn 10 người. Không, không dép. Dép, tao không dép luôn. Kiếm ngôi nhà nào rồi. Đủ. Ây da. Ok, cho là mình bắn ngu đi các bạn. Nó hạng 6 cũng được đi, tạm ổn mà, tại mới test game mà. Nó là một cách đối thường của mình mà. Và nếu bạn thích video này hay thì để lại mình một like, một subscribe nhé. Nếu thấy video còn hay hơn nữa thì nhấn nút share cho mình nhé. Và bạn là nguồn động lực để mình làm tiếp cái video tập sau. Và chúc bạn có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ và đầy ý nghĩa bên người thân nhé. Bye bye.